Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay đang Ngọc giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm T-shirt Luxury Diamond và từ Việt Nam anh em hay gọi đây là dòng sản phẩm T-shirt kim cương. Dòng T-shirt kim cương là một dòng sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của T-shirt tại thị trường đồng hồ Việt Nam của chúng ta, với một cái thiết kế đẹp, có cọc số kim cương, có bộ máy vô cùng chất lượng, với máy đạt chuẩn John Master, size số chỉ 4 cho đến 6 giây một ngày. Thêm nữa là cái dòng sản phẩm này thì bao giờ luôn luôn nó cũng có một cái giá sale cực kỳ tốt. Con này nếu anh em mua tại store thì nó sẽ lên quanh khoảng 35 đến 36 triệu đồng. Đấy, tuy nhiên thì khi mà anh em mua thông qua thị trường đồng hồ sách tay Green Market thì anh em chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 11 triệu thôi. Tức là anh em chỉ cần bỏ ra chưa đến 1/3 giá trị khi mà anh em mua tại hãng thì chúng ta đã sở hữu được một chiếc hàng New Full Box rồi. Một mức giá siêu cực kỳ tốt của thương hiệu T-shirt nhé. Thì trước khi đến kia một chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì cũng rất mong em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi. Nhấn đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên em cung cấp nhé. Không mất thời gian em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc T-shirt Luxury Diamond trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc T-shirt kim cương hôm nay em tự bác là một chiếc hàng New Full Box, đầy đủ hộp, sổ, thẻ, các phụ kiện đi kèm cho anh em. Thì đây là một chiếc rất đẹp, phải nói là một cái thiết kế rất đẹp. Nhìn nó vừa có một chút gì đó nhã nhặn của thiết kế 3 kim và 1 lịch, và vừa có một chút sang trọng đẳng cấp của cọc số đính kim cương. Thân vỏ và dây chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ làm hoàn toàn ở chất liệu thép không gỉ 316L với dây thép đúc đặc. Và đây là một trong những bộ dây được đánh giá rất là cao của thương hiệu T-shirt, bộ dây thép đúc đặc và được làm rất là khỏe khoắn nam tính. Nhiều anh em hay gọi là dây này nó chắc chắn như là dây xích xe tăng. Khóa thì chúng ta sẽ khóa bấm hai bên, quen thuộc của dòng sản phẩm T-shirt này. Đấy, sau hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Chiếc T-shirt kim cương này khi mà cầm ở trên tay thì cảm giác về trọng lượng của em nó ở mức rất là vừa phải anh em nhé. Cho nên khi mà anh em đeo fit lách cọ máy hay là sử dụng hoạt động của tay ấy, thì rất là thoải mái, không bị lo là đồng hồ nó bị quá nặng trên tay. Thứ hai nữa là thiết kế size mặt của em này thì với size mặt là 41mm thì con này cũng thuộc dạng đồng hồ hơi to một chút. Tuy nhiên về độ dài ở mức rất là vừa phải, chỉ loanh quanh 10mm thôi. Đây cho nên là chiếc này anh em tay 16cm trở lên anh em đeo cực kỳ gọn gàng ở trên cổ tay. Hoàn thiện tốt, sờ vào cầm rất thích, thiết kế bắt mắt với cọc số đính kim cương. Kim bộ kim được mạ PD màu vàng ở trên cái nền mặt màu trắng rất bắt mắt và sang trọng. Về mã sản phẩm thì với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ có hai tag. Thì đầu tiên là tag mã sản phẩm của em này thì nó có mã là T086.408.22.036.00. Các thông tin cơ bản đây để anh em sẽ nhìn thấy thân vỏ làm tác công gỉ mạ PVD kim cương, mức chống nước 53 tương đương 5m, máy automatic và đạt chứng nhận John Master, kính sapphire được phủ chống lóa hai lớp double non reflecting. Đấy, rất là trong trẻo luôn. Với cái kính hai lớp này anh em nhìn này, nghiêng góc cạnh xem giờ rất là dễ. Ở đây chúng ta sẽ có tác certified John Master nữa. Đấy, có mã sản phẩm và có số serial của đồng hồ. chiếc này của chúng ta ấy, thì khi mà anh em nhìn vào anh em sẽ bị cuốn hút ngay bởi cái phần cọc số kim cương. Kim cương ở đây là kim cương tự nhiên anh em nhé. Tuy nhiên thì anh em thấy kim cương tự nhiên nhưng mà không phải thuộc dạng kim cương to, nó không như là cái kim cương đính ở nhẫn, mà đây chỉ là kim cương nhỏ thôi, cho nên giá trị thì nó cũng không quá lớn. Đấy. Về thiết kế thì chiếc này đi theo hướng thiết kế khá là thanh lịch cổ điển với cọc 3 kim và 1 lịch. Thì chúng ta sẽ có lịch ngày ở góc 3 giờ đồng hồ và những cái thông số hiển thị trên phần mặt thì nhìn rất là rõ rệt với cái các cái thông số hiển thị màu đen trên cái nền mặt màu trắng. Và ngoài cùng này chúng ta có vành ngăn tô đêm cho phút thì họ sẽ làm được với cái nền mặt màu đen này. Đó, anh em thấy rất là đẹp, rất dễ nhìn. Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta mới có dòng chữ Swiss Match quen thuộc của chiếc đồng hồ thị sĩ đây cho anh em. Ở bên trong thì chúng ta sẽ cọc số đồng hồ và cọc số sẽ được đính 12 viên kim cương ở các cọc số. Và anh em thấy kim cương cũng làm rất là sáng đẹp. Còn này có ánh đèn chiếu vào nữa, hoặc là ra ngoài ánh sáng mặt trời chiếu vào thì lên cái màu sắc rất là sáng đẹp và nhìn nó khá là long lanh lấp lánh. Làm bên trong cùng thì chúng ta sẽ có logo của hãng ở góc 12 giờ thì sơn 1853. Ở dưới góc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Powermatic 80 thì là thời gian bộ máy có 80 giờ và chronometer là đạt chứng nhận chronometer. Cái chứng nhận chronometer là một trong chứng nhận rất là cao cấp của đồng hồ thị sĩ anh em nhé. Và về cái size số của con này nó sẽ chỉ nằm trong khoảng 4 đến 6 giây một ngày thôi. Đây là size số cho phép. Còn nếu anh em mà mua những chiếc đồng hồ mà có size số tốt thì nó chỉ loanh quanh 1-2 giây thì nó lại làm cái gì đấy rất là tuyệt vời. Những cái đồng hồ đắt tiền như Rolex, Omega hay các thứ thì nó cũng chỉ đến cái chứng nhận chronometer này thôi anh em nhé, chứ nó cũng không có chứng nhận nào cao hơn đối với đồng hồ thị sĩ đâu. Đấy, kính sapphire khối trực phủ chống lóa hai lớp anh em nhìn ở trong không? Đấy, trong vắt luôn, rất là đẹp mắt nhé. Và nhìn này, giúp anh em cho quan sát được trọn vẹn vẻ đẹp của mặt đồng hồ bên trong, cũng là xem giờ rất là rõ ràng. Ở đây cái mặt bên lòng bên trong chúng ta sẽ được vân nhám kiểu vân nhũ cát, cũng làm rất là đẹp và mềm mại. Bên ngoài chúng ta sẽ có viền kính được đánh bóng và anh em thấy cái viền kính được hoàn thiện rất là tốt, mạ PD màu vàng hồng, màu vàng gold, đó rất là sáng màu đẹp. Viền kính đánh bóng toàn bộ này. Thân càng thì khi mà anh em nhìn vào chúng ta sẽ thấy rất là quen thuộc của dòng sản phẩm T-shirt Luxury với cái vân vân được làm dạng vân gạch như này. Đó, hai bên đánh phía sức nhìn rất là khỏe. Đáy máy bên dưới chúng ta sẽ được mạ màu vàng gold anh em nhé. Đúng chỉnh ở góc 3 giờ và có logo chữ T của thương hiệu T-shirt. Cái phần đúng này cũng sẽ được mạ màu vàng và cái đúng này cũng khá là dễ thao tác, giúp anh em lên gót tay chỉnh giờ và chỉnh lịch ngày của đồng hồ. Đó, chiếc đồng hồ thiết kế đẹp.
máy lại đạt chứng nhận Trollmaster với thời gian tích có 80 giờ nữa. Đó, thiết kế đẹp, máy móc tốt mà giá bán cũng rất tốt luôn, chỉ có 11 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ như này. Quá là đẹp, quá là tuyệt vời, một món hời rất lớn của thương hiệu Tissot dành cho anh em. Về bộ dây thì chúng ta sẽ có dây thép không gỉ đúc đặc ở đây, và anh em thấy chúng ta sẽ có 5 mắt dây. Một mắt nhỏ duy nhất ở chính giữa này sẽ đánh bóng và được mạ màu vàng, còn các mắt hai bên cạnh chúng ta sẽ đánh phẩy sức. Dây là dây thép đúc dày dặn và chắc chắn. Anh em nhìn cái phần tổng thể của dây đồng hồ này, nhìn thực sự là rất bắt mắt luôn. Dây rất khỏe nhé. Khóa chúng ta sẽ có bấm hai bên và có logo thương hiệu của Tissot ở phần đuôi khóa. Về thông số kích thước thì chúng ta sẽ đo thử một chút, thì hãng đưa ra size mặt của em này là 41mm, thì em sẽ đo để anh em nắm được chính xác hơn. Đấy, con này khoảng 41mm này. Độ dài mặt số của chiếc này thì nó sẽ đưa ra 9,8 thôi, rất là mỏng anh em nhé. Và chiều dài càng lắc phu lắc của chiếc này thì nó chỉ ở mức khoảng 48mm. Thì với thông số kích thước này thì để đeo đẹp thì anh em nên có tay từ 16 đến khoảng 17,5cm, anh em đeo chiếc đồng hồ này rất tuyệt vời. Nếu mà anh em tay dưới 16 như tay của em. Đấy, nếu anh em thích anh em thể đeo được nhé, tay 15.8 thì em có thể đeo được con này. Nhưng mà dưới 15.5 thì anh em không nên đụng vào đâu. Từ 15.5 trở xuống thì anh em không đụng vào được con này. Đeo đồng hồ trên tay thì nó rất là mỏng gọn. Đó, dây cũng khá là ổn tay. Con này thì thoải mái lúc tuổi đeo anh em nhé, từ người trẻ, người trung, người lớn tuổi chúng ta đều có thể đeo được con này. Một cái thiết kế rất đẹp, bắt mắt, sang, đẳng cấp. Chiếc này kết hợp thêm áo vest áo sơ mi nữa thì thôi, quá đỉnh luôn, đỉnh có chóp luôn đấy. Mặt sau đồng hồ chúng ta thiết kế đáy hở máy cho anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì trên cái văng thì anh em sẽ nhìn thấy là bộ máy PowerTech 80 Hightech Escapement C07.111 thì sẽ có 23 chấn kính, số động là 21.600, tích cót tối đa của em này là 80 tiếng. Bên ngoài chúng ta kính sapphire, thân vỏ làm thép không gỉ, logo Tissot, mức xúc nước của em này là 53 tương đương 5m hoặc 165 feet, và bên dưới này chúng ta có mã dòng sản phẩm và dòng chữ Certified Trollmaster ở đây. Đó, đáy máy được mạ PD màu vàng gold và đánh bóng toàn bộ, nhìn rất là bắt mắt sang và anh em thấy nó rất sáng, có thể soi gương được. Bộ máy PowerTech 80 C07.111 thì đã quá nổi tiếng của thương hiệu Tissot rồi. Cái điểm nhấn ở trong bộ máy của chiếc đồng hồ này là cái máy đặt chứng nhận Trollmaster. Với chứng nhận Trollmaster thì sai số của em nó sẽ chỉ nằm trong khoảng 4 đến 6 giây một ngày thôi. Mức sai số quá tốt cho đồng hồ cơ anh em nhé. Máy đầy đủ chức năng từ lên có tự động này, lên có bằng tay. Dừng kim dây khi chỉnh giờ, anh em mở ra hay nấc chỉnh giờ thì kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Và khi mà anh em vặn góc 12 giờ lịch ngày nhảy như này thì đây đang giờ buổi sáng, bắt đầu ngày mới nha. Anh em lưu ý một chút, khi mà chúng ta để đồng hồ hết cót thì anh em phải vặn có góc 12 giờ với giờ sáng tối để chỉnh lịch, đảm bảo cho phần lịch nhảy vào 12 giờ đêm. Chỉnh giờ xong thì anh em đóng đúng lại, kim dây sẽ chạy bình thường. Và để chỉnh cái lịch ngày thì anh em mở đúng ra một nấc, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, anh em chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong anh em đóng đúng lại, kiểm tra cẩn thận tránh bị hở núm nước vào. Mức trong nước của dòng sản phẩm này là 100m, là 50m sau đây anh em. Thì có động thường ngày anh em như đi mưa, rửa tay, rửa xe thì rất là thoải mái. Lưu ý là không mang hồ chúng ta đi bơi, tắm tắm nó lạnh mà tắm sông hơi. Với mức giá bán chỉ là 11 triệu đồng. Nếu anh em thích chiếc này có thể liên hàng với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại em để phía bên trên màn hình, hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thoại nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của Sashimi Authentic. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giao đồng hồ tiếp theo.